Dịch Covid-19 nhờ, cầu nguyện dịch Covid-19 đã bị tiêu diệt nhờ ơn của Thượng Đế. Ông Mahufuli phát biểu với các tín đồ trong một nhà thờ ở thủ đô hôm 8 tháng 9. Tôi muốn cảm ơn toàn thể người dân thuộc mọi tín ngưỡng tại Tanzania. Chúng ta đã cùng cầu nguyện và ăn chay để Thượng Đế có thể cứu giúp chúng ta khỏi đại dịch đang làm khổ sở đất nước và thế giới này. Thượng Đế cuối cùng đã hồi đáp chúng ta. Tôi tin tưởng và cam đoan rằng nhiều người dân Tanzania cũng tin rằng dịch Covid-19 đã được Chúa loại bỏ, Tổng thống Mahufuli nói với những người dự lễ tại nhà thờ. Ông cũng đồng thời khen ngợi linh mục và những tín đồ đã không phải đeo găng tay và khẩu trang để bảo vệ bản thân khỏi virus SARS-CoV-2. Bài phát biểu của Tổng thống quốc gia châu Phi được tán thưởng nhiệt liệt với những tràng pháo tay và reo hò không ngớt của những người có mặt tại nhà thờ. Tổng thống John Mahufuli tuyên bố Tanzania đã loại bỏ hoàn toàn dịch Covid-19 nhờ cầu nguyện, ảnh, Getty. Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, từng nhiều lần bày tỏ lo ngại về chiến lược đối phó với dịch Covid-19 tại Tanzania, nhất là sau khi chính phủ nước này đột ngột ngưng công bố dữ liệu về số ca nhiễm trong nước. Ở thời điểm cập nhật cuối cùng vào ngày 29 tháng 4, Tanzania ghi nhận 509 ca dương tính với 21 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, Tổng thống Mahufuli nhiều lần khẳng định cuộc khủng hoảng y tế do dịch Covid-19 gây ra đang bị phóng đại quá mức và kêu gọi các tín đồ vẫn tiếp tục tham dự các buổi lễ trong nhà thờ và thánh đường Hồi giáo với lý do việc cầu nguyện có thể tiêu diệt được virus. Trước đó, Tổng thống Tanzania cũng từng tuyên bố trong một hội nghị của các giáo viên rằng dịch Covid-19 đã chấm dứt tại nước này. Bộ trưởng Y tế nói với tôi rằng chúng ta giờ chỉ còn 4 bệnh nhân ở Dar es Salaam, thành phố lớn nhất Tanzania, nhưng điều này vẫn không thể ngăn được những tin đồn trái ngược, ông Mahufuli nói. Chúng ta cần phải cẩn trọng vì một vài trong số những khoản đóng góp cho công tác phòng chống Covid-19 có thể bị lợi dụng để lây truyền virus. Tôi kêu gọi người dân Tanzania đừng nhận bất kỳ khoản quyên góp bằng khẩu trang nào, thay vào đó, hãy nói với những nhà tài trợ rằng đi mà sử dụng chúng với vợ con của họ, ông nói thêm. Tổng thống Tanzania cũng là một trong số những nhà lãnh đạo tại châu Phi sử dụng một loại thảo dược từng được Tổng thống Madagascar xem như phương thuốc điều trị được Covid-19, dù vẫn chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh hiệu quả của nó. WHO cũng khuyến cáo mọi người không được sử dụng các loại thuốc trị Covid-19 chưa rõ nguồn gốc.